Hôm nay chúng ta học bài 9 nhé. Unit 9. What are they doing? Lesson 1. 1. Look, listen and repeat. Phần này chúng ta sẽ nhìn vào sách giáo khoa và các em nghe máy nhé. Page 58, Unit 9. What are they doing? Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hi, Mai. Where's Tom? He's in the classroom. B. What's he doing? He's reading. C. What are you reading? I'm reading a book. D. Let's play football, Tom. Great idea. Chúng ta cùng xem bài nhé. Hi, Mai. Where's Tom? Chào Mai, Tom ở đâu? He's in the classroom. Cậu ấy đang ở trong lớp học. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? Ở đây sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho câu hỏi và câu trả lời này nhé. Chủ ngữ là he, động từ to be, is. Do thêm đuôi ing, doing. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? He's reading. He's reading. Cậu ấy đang đọc. What are you reading? What are you reading? Cậu ấy, bạn đang đọc gì? Bạn đang đọc gì vậy? I'm reading a book. I'm reading a book. Tôi đang đọc một cuốn sách. Let's play football, Tom. Tom, hãy chơi bóng đá nào. Great idea. Ý kiến hay đó. Một ý kiến hay đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số từ, cụm từ và mẫu câu của bài này nhé. Các em có từ dictation. Dictation là bài chính tả nhé. Test. Test là đoạn văn. Đoạn văn ngắn. Và đây là một số những cái động từ thêm đuôi ing chúng ta sử dụng trong bài này. Các em đọc nhé. Reading a book. Reading a book. Đọc một cuốn sách. Watching a video. Watching a video. Xem một video. Writing a dictation. Writing a dictation. Viết một bài chính tả. Reading a text. Reading a text. Đọc một đoạn văn. Vậy thì những cái động từ này là những cái động từ mà chúng ta đã thêm, chúng ta thấy là đã được thêm đuôi ing sẵn rồi. Còn làm sao để chúng ta thêm đuôi ing thì nó cũng có một số những cái quy tắc cơ bản để mình thêm đuôi ing nhé. Nếu như bạn nào muốn xem rõ hơn, chi tiết hơn về quy tắc cách thêm đuôi ing vào động từ và cũng như là cái mẫu câu dưới này là thì hiện tại tiếp diễn, thì các em hãy mở vào chuyên mục tiếng Anh cơ bản của cô và chúng ta tìm bài thì hiện tại tiếp diễn để chúng ta xem về mẫu câu và xem về cách thêm đuôi ing vào động từ nhé. Đấy là các cụm động từ. Còn bài này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về những từ mà chúng ta sử dụng trong bài thôi. Ở đây các em sẽ xem cấu trúc của bài này nhé. Bài này chúng ta sử dụng cấu trúc câu hỏi với từ để hỏi what và thì hiện tại tiếp diễn, động từ do thêm đuôi ing như thế này nhé. Đây là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. He hoặc she, ở đây cô dùng là he. Đây là động từ to be, is. Thì động từ này sẽ được chia theo chủ ngữ he, cho nên nó sẽ là is. Do thêm đuôi ing. Và câu này để chúng ta hỏi xem là cậu ấy đang làm gì, hoặc là cô ấy đang làm gì, hoặc là chúng ta hỏi về một người thứ ba, ví dụ Lan đang làm gì hay là Nam đang làm gì. Thì ở đây cô lấy ví dụ chủ ngữ là he nhé. Các em có thể thay thế chủ ngữ khác vào từ cô gạch chân như thế này. What is he doing? What is he doing? Cậu ấy đang làm gì? Và câu trả lời của các em là he's reading. Câu trả lời sẽ bắt đầu bằng chủ ngữ là he, giống trên câu hỏi nhé. Hỏi chủ ngữ he thì chúng ta trả lời là he. Và đây cũng là động từ to be, is này đưa xuống chúng ta viết tắt nhé. Và sau động từ to be là một động từ thêm đuôi ing. Ở đây thì cô dùng là read, thêm đuôi ing, reading. Và câu khác thì chúng ta có thể dùng động từ khác thay vào đây nhé. What is he doing? What is he doing? He's reading. He's reading. Cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy đang đọc sách. Hay là cậu ấy đang đọc nhé. Chỗ này chúng ta dịch cậu ấy đang đọc cũng được, đang đọc sách cũng được nhé. Nếu như cô muốn nói là cậu ấy đang nấu ăn chẳng hạn. What is he doing? He's cooking. Hoặc là cậu ấy đang bơi. What is he doing? He's swimming. Ví dụ vậy nhé.
Ngoài ra thì nếu như các em muốn thay thế bằng he bằng chủ ngữ là ngôi thứ ba số nhiều bằng từ day thì chúng ta cũng lấy từ day trong câu hỏi, chúng ta chuyển xuống câu trả lời. Và đương nhiên mình cũng thay động từ to be are vào đây để cho nó phù hợp với chủ ngữ nhé. To, point and say. Phần này chúng ta sẽ chỉ và nói nhé. Các em sẽ chỉ vào tranh và chúng ta nói bằng cách đặt câu hỏi và câu trả lời giống như mẫu câu mà chúng ta vừa tìm hiểu xong. What's he hoặc she doing? Cậu ấy hoặc là cô ấy đang làm gì? He's hoặc she's cộng với một động từ thêm doing ở chỗ này nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có một động từ thêm doing nhé. Ví dụ như câu A sẽ là watching a video thì chúng ta sẽ có cái cụm từ này hoàn thành vào chỗ trống này là chúng ta được câu trả lời nhé. Ở mỗi một bức tranh thì các em có một cụm động từ đã được thêm doing sẵn như thế này. Người ta đã thêm doing sẵn như thế này rồi. Và ở đây thì chúng ta chỉ việc là hoàn thành, lấy các cụm động từ này để chúng ta hoàn thành vào đây nhé, là các em sẽ được câu trả lời. Bây giờ chúng ta nghe máy trước nhé. Page 58. Activity 2. Point and say. What's he doing? He's listening to music. What's she doing? She's watching a video. A. Watching a video. B. Listening to music. C. Writing a dictation. D. Reading a text. Rồi, như vậy là chúng ta đã được nghe câu mẫu rồi. Và trong câu mẫu thì đọc vừa một câu với chủ ngữ là he, một câu với chủ ngữ là she. Nó đầy đủ hai phần này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. Câu A, watching a video, xem một video. Listening to music, nghe nhạc. Writing a dictation, viết một bài chính tả. Reading a text, là đọc một đoạn văn hay là đọc bài nhé. Thì bây giờ để biết được khi nào dùng he, khi nào dùng she thì các em sẽ nhìn vào bức tranh nhé. Bức tranh, ví dụ bức tranh này các em dùng she vì đây là bạn nữ này. Ở đây chúng ta dùng he, đây dùng she và đây dùng he. Mình thực hành nhé. A. What's she doing? She's watching a video. B. What's he doing? He's listening to music. C. What's she doing? She is writing a dictation. D. What's he doing? He's reading a text. Và chúng ta xem yêu cầu bên dưới nhé. Work in pairs. Ask your partners what one of your classmates is doing in the classroom. Các em hãy làm việc trong cặp. Hỏi những người bạn của em xem là những cái mà từng người hay là mỗi một người trong số những người bạn cùng lớp của mình đang làm trong lớp học. Thì phần này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ hỏi bạn mình xem là cái người thứ ba cũng là bạn mình, nhưng mà làm hỏi về một người thứ ba, về một người khác, về một cái bạn khác trong lớp xem là bạn ấy đang làm gì. Cô ví dụ nhé. Ví dụ em sẽ hỏi bạn Lan xem là bạn Mai đang làm gì. Thì em sẽ hỏi là what is she doing? Hoặc là what is Mai doing? Mai đang làm gì vậy? Và bạn Lan sẽ trả lời là she, cô ấy đang làm gì đó. Ví dụ cô ấy đang đọc sẽ là she is reading. Còn bây giờ chúng ta sẽ hỏi bạn mình về bạn Hùng chẳng hạn nhé. Các em sẽ hỏi là what is Hùng doing? Hoặc là what is he doing? Thì khi đó chúng ta chỉ vào bạn Hùng thì các bạn trong lớp sẽ biết đoạn đấy. Đó là bạn Hùng thì sẽ dùng là he được nhé. What is Hùng doing? Hoặc là what is he doing? Và câu trả lời là ví dụ như cậu ấy đang viết một bài chính tả nhé. Các em nói là Hùng is writing a dictation. Hoặc là he is writing a dictation. Đều được nhé. Và cứ như vậy thì chúng ta sử dụng tất cả các cụm động từ mà mình đã học rồi và cấu trúc mẫu câu hỏi, câu trả lời như thế này để chúng ta thực hành phần này nhé. Three, listen and tick. Phần này chúng ta sẽ nghe và đánh dấu tick nhé. Và như thường lệ trước khi nghe thì các em hãy quan sát các bức tranh và chúng ta tìm ra những từ mấu chốt của bức tranh nhé.
Phần 1 các em có 3 bức tranh. Bức tranh A thì bạn này đang viết. Vậy thì các em phải nhớ cho cô cụm động từ thêm đuôi ing là reading a book, reading. À cô xin lỗi nhé. À bạn ấy đang viết sẽ là cụm động từ writing a dictation. Writing a dictation là viết một bài chính tả nhé. Bạn này đang đọc, bạn này đang đọc là động từ reading. Reading đang đọc nhé, hoặc là đang đọc một cuốn sách, reading a book cũng được nhé. Bạn này đang nghe nhạc thì các em phải nhớ cho cô cụm động từ là listening to music. Tiếp theo phần 2 thì bạn này đang nghe nhạc, listening to music, reading hoặc reading a book, writing a dictation, bạn này cũng đang viết nhé, cô giáo đang đọc thì bạn này viết chính tả. Và câu 3 thì chúng ta có ví dụ như ở đây là listening to music, hay ở đây là bạn này đang đọc đúng không, reading, và đây là bạn ấy đang xem video thì chúng ta sẽ có là watching a video. Bây giờ chúng ta sẽ nghe máy và các em đánh dấu tích nhé. Page 59, activity 3. Listen and tick. 1. Where's Linda? She's in the library. What's she doing? She's reading a book. Như vậy trong phần 1 các em nghe thấy là Where's Linda? She's in the library. What's she doing? Cô ấy đang làm gì? She's reading a book. Cô ấy đang đọc một cuốn sách. Cho nên cô ấy đang đọc sách thì chúng ta sẽ chọn cho cô là tranh B. Bạn này đang đọc sách đúng không? Và các em đánh dấu tích vào ô tương ứng, ô này nhé. Chúng ta nghe tiếp nhé. 2. Where's Norm? He's in the classroom. What's he doing? He's writing a dictation. Và ở câu 2 thì các em nghe thấy là where's Nam? Nam ở đâu? He's in the classroom. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? He's writing a dictation. He's writing a dictation. Cậu ấy đang viết một bài chính tả. Cho nên mình sẽ chọn cho cô là tranh C nhé. Bạn ấy đang viết chính tả. Chúng ta nghe tiếp câu số 3. 3. Where's Peter? He's in the computer room. What's he doing? He's listening to music. Và ở câu 3 thì các em nghe thấy rất là rõ. What's he doing? Cậu ấy đang làm gì? He's listening to music. À, cậu ấy đang nghe nhạc. Và đây là bức tranh của cậu ấy đang nghe nhạc. Cho nên mình sẽ chọn là câu A nhé. Four, look and write. Phần này chúng ta sẽ nhìn tranh và các em viết nhé. Chúng ta sẽ quan sát tranh và viết câu trả lời cho các câu hỏi như thế này nhé. Các em nhìn tranh này. Ở đây chúng ta có 4 câu và đọc câu hỏi. 1. What's Nam doing? What's Nam doing? Nam đang làm gì? Và chúng ta nhìn tranh thấy Nam đang học bài. Đây là Nam đang đọc đúng không? Đang đọc. Cho nên các em sẽ nói là Nam is reading. Hoặc các em dùng chủ ngữ là he cũng được nhé. Chúng ta dùng chủ ngữ là Nam hoặc là he đều được. Cô viết là Nam is reading. Hoặc là chúng ta có thể nói Nam is reading a book. Nam đang đọc một cuốn sách cũng được, mà Nam đang đọc cũng được nhé. Bởi vì chúng ta nhìn thấy bạn ấy đang đọc như này thì viết cái nào cũng được. Câu 2. 2. What's Linda doing? Linda đang làm gì? Và nhìn vào trong tranh thì các em thấy là bạn ấy đang viết một bài chính tả. Cô giáo đang đọc cho bạn ấy viết đúng không? Các em sẽ viết là Linda is writing a dictation. Hoặc các em có thể dùng chủ ngữ là she thay thế cho Linda cũng được nhé. Nam thì chúng ta dùng thay thế bằng chủ ngữ he, nữ các em thay thế bằng chủ ngữ là she. Câu tiếp, 3. What's Phong doing? Phong đang làm gì? Và các em nhìn trong tranh thì thấy bạn Phong đang nghe nhạc. Chúng ta nói là Phong is listening to music. Hoặc là he is cũng được nhé. He is listening to music. Four. What's Mai doing? Mai đang làm gì? Và các em nhìn ở đây thì thấy Mai đang xem video đúng không? Mai is watching a video. Và chúng ta có thể thay Mai bằng chủ ngữ là she nhé. Vì đây là bạn nữ nhé. She is
watching a video. Còn chỗ này, các động từ to be is này thì các em có thể viết là is, có thể các em viết tắt cũng được nhé. Fine, let's sing. Phần này chúng ta hãy, ta có một cái bài hát, nhưng mà chúng ta chỉ có hai câu thế này thôi nhé. What's she doing? Cô ấy đang làm gì? What's she doing? She's reading a book. Cô ấy đang đọc một cuốn sách.